Tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận, anh nhận em làm em gái. Mà bả thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi, ôm. Bả nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Ủa làm như thiếu em gái mà. Giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ em nói vậy đó. Bả thiệt lòng nói thôi vậy thôi vậy em lên em coi em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm rửa rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Bả tắm, bả ra bả quấn khăn là sao? Thì vậy thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Chào em. Dạ chào tất cả mọi người trong trường quay. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào mọi người. Dạ em tên là Lê Nam, hiện là em sinh ngày 8/8/1981, quê quán Quảng Ninh, vào Sài Gòn sinh sống từ hồi nhỏ tới lớn. Dạ hiện bây giờ em đang công tác tại sân khấu kịch của Hồng Dân. Dạ đây bà bầu của em. Đây vợ em. Dạ em xin chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Em tên là Ngọc Huy, năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh tại nhà. Anh cứ thắc mắc hoài từ ở ngoài cho tới bây giờ luôn. Anh không hiểu tại sao Lê Nam nó lại có thể có một cô vợ là quá đẹp như vậy. Dạ hồi trước là đây là cua đây chứ không đây cua đây nha. Trời ơi. Cái đó là nói nghiêm túc. Hồi xưa là em là nổi tiếng cấp khu phố. Cứ tới khu phố 5, khu phố 6 hỏi Lê Nam diễn hài người ta biết. Còn ngoài khu phố là không ai biết hết. Vậy mà bà kiếm được em. Bà mê giống như bà nói trời anh này đóng, giống như đóng phim mà có duyên quá. Thì em mới hỏi ủa đóng phim gì. Nói đóng phim Hàng Mặt Tử. Cái phim Hàng Mặt Tử tôi đóng hồi nào ta. Như nhầm đúng không? Không nhầm thiệt. Là cái thời đó mới vô nghề đó, đóng vai quần chúng khoảng 200-300 người quần chúng vậy đó. Bà không biết sao nhìn ra được em. Mà đúng không Nguyên? Dạ đấy. Chắc duyên số anh. Mà sao cái trăm quần chúng mà em không nhận ra mà em nhận ra lên không vậy? Biết sao không? Thực sự có cái gì em đóng quần chúng mà em cũng thuộc dạng ảo, cũng có hơi tính toán á. Em thấy cứ mà cặp chính mà đi vậy á là em đứng xăm chỉ. Em chỉ trời chỉ mây gì đó, em không thoại em chỉ gì đó. Cái quay chính là vô cận em. Thấy được em các bạn tưởng em đóng phim vai chính. Thực sự là em quần chúng. Rồi Nguyên chia sẻ cho anh biết thêm coi có đúng như vậy không. Em với ảnh là quen nhau là em biết ở trên Facebook. Là lúc đó là em đã có người yêu rồi. Rồi xong lúc đó là em biết anh này là làm diễn viên. Rồi em mới vô em kiếm nick ảnh. Xong em kết bạn với ảnh thì ảnh cũng chấp nhận lại liền luôn. Tại đẹp quá mà chấp nhận liền chứ. Xong rồi vô em cũng nói chuyện rồi nhưng hỏi là anh còn đi đóng phim không. Rồi ổng cũng trả lời là anh ít đi lắm. Rồi lúc đó là em không có nhắn tin nữa. Trong bẵng thời gian lâu cũng lâu á, cái em chia tay bạn trai em. Cái lúc đó thì ổng, em hay viết SDT buồn trên Facebook á, ổng nhảy vô liền. Comment chia sẻ đúng không? Dạ đúng rồi, ổng vô là ổng comment rồi, rồi ổng cũng an ủi rồi. Xong mà hai đứa em mới hẹn họ gặp ở ngoài chùa bà. Dễ hả? Dạ cái sự tích là như vậy. Kể không có chi tiết cái gì hết, kể nó phải có chi tiết. Là vậy kết bạn mà em thấy đẹp quá. Thì cũng nhảy vô kết bạn mà không biết bây giờ phải nói chuyện sao. Rồi tìm hiểu này nọ coi xem người ta có người yêu chưa. Thì thấy có người yêu là bắt đầu bữa đó buồn liền. Tại có người yêu rồi thì sao mình cua được. Thì giờ chỉ chuyển phương hướng là chù thôi. Chù để chia tay rồi mình nhảy vô chính giữa. Đó thì được cái chù linh. Chù khoảng được đâu hình như là tháng mấy á là chia tay luôn. Thế mình nhảy vô giống như là an ủi. Em ơi em đừng buồn nữa, chắc anh ấy say nắng rồi bắt đầu anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nói vậy thôi chứ thực sự là mong đi luôn á. Đi luôn con người em dễ sợ quá Nam. Thì đó thì bắt đầu cái nó em đừng buồn nữa thôi, anh nhận em làm em gái anh. Rồi có gì anh sẽ che chở cho em đồ này nọ đồ. Xong cái bắt đầu tìm hiểu nhau thời gian. Dạ cái ngày quyết định là thôi gặp mặt. Lên gặp mặt. Tại sao lại gặp ở chùa? Tại cái địa điểm đó là cái chùa bà đó. Chùa bà ở đâu? Chùa bà Bình Dương á anh. Đó thì em chạy từ Sài Gòn em chạy lên em đi quay. Rồi sẵn hẹn gặp mặt luôn. Nhưng mà nhà Nguyên là ở Bình Dương hay sao? Dạ em dạ ở lên. Ngay Thủ Dầu Một á anh. Lên tới đó thì vẫn thôi em ơi em nhận, anh nhận em làm em gái. Mà bả thì ở sau lưng thì đưa cái tay ôm vậy mà. Em gái tôi ơi. Bạn nói thôi ông có khùng không, từ Sài Gòn trời lên đây ông nhận tôi làm em gái. Bộ làm như thiếu em gái mà. Giờ yêu cưới không yêu thôi về. Dữ vậy. Dạ, em nói vậy đó. Em nói được là cưới luôn, còn không là yêu chứ không thích em gái. Em gái mưa để anh chơi mưa làm chi vậy, mệt lắm. Cái ông nói ông cũng vậy mà ông kêu thôi là ôm đi, ông kêu em thì ôm, mà ông cái em ôm liền luôn. Đang Sài Gòn lên Bình Dương xong cái chở vòng vòng không biết đi đâu hết, kêu đi ăn đi uống thì không đi, nói thôi anh ơi đi uống cà phê. Cũng được, cái trong đây có cà phê võng này vui lắm. Nó ủa cà phê võng ủa đau lưng hay sao vô trong đó chứ vậy. Thôi kệ cũng vô cà phê võng, vô ngồi cái tự nhiên cái ta tưởng ta nằm một cái võng đi nó cũng có cái vui, nằm hai cái võng rồi ngủ vô đây chi. Tức nó sao cái này má bị lẳng lãng sao tự nhiên cái ngủ vô đây nằm hai cái võng. Cái tức quá nằm võng đây kêu suy nghĩ giờ giả bộ thì
đo chiều cao, tại vì cũng tâm sự là cao mét mấy rồi, cũng nói hết rồi mà cũng sao xạo ra, em ơi em đo chiều cao với anh đi, cái gái để chi, để đứng đây cái tới đây cái là mình ôm luôn à. Cái kiểu gì đó à. Cái kiểu vậy, bà cũng đứng bà đo, tự nhiên bị nhót anh không dám ôm. Em suy nghĩ liền, tại bà này bà rủ mình vô đây, mới vô mình giống như con hổ vậy đó, mình tính là làm thịt con mển này. Nhưng ngủ cuộc tự nhiên mình thấy ủa sao mình giống con mển vậy, tự nhiên vô đây tự nhiên cái bà gài mình vô cái thế này. Không được, phải giữ mình chứ. Em giữ được qua cái hai cái giọng đó. Nhưng mà Quyên, dạ, anh thắc mắc tại sao không hẹn đi cà phê bờ sông hay là cà phê máy lạnh vậy? Sao là cà phê giọng? Phải, do là lúc đó em mới, em thấy ảnh trên Facebook, em chưa thấy ảnh ở ngoài đời à. Mà lúc mà leo lên xe anh chở em chưa có cái mặt ổng luôn. Ổng cứ chạy, ổng không có quay qua gì luôn. Em cũng nghi lắm, em biết là có xấu hay đẹp nữa. Thì đó, đưa vô cà phê giọng tới thui cũng không có thấy mặt. Bởi vì em mới nghe, mà em thấy cái quán cà phê cái tự nhiên cái ông đuổi em đi ăn ốc, em không có chịu. Em nói thôi giờ đi ngang cái quán cà phê, thôi vô quán cà phê cho trời nằm chút đi, cái ổng không chịu luôn, cái chạy vô mà tự nhiên vô đó tới tối thui à. Cái em không thấy được cái mặt ổng, thấy được cái dáng không mà. Nhưng mà đặc biệt cái là em mê cái là cái giọng nói của ổng, em mê lắm luôn. Ôi. Mà lúc nào cũng nói với em là lúc mới quen mà cứ nói là nói chuyện gia đình rồi có con rồi tương lai sau này, làm cho mình mê mụi càng khoái nữa. Dạ càng khoái, tự nhiên mình là lúc đó em 30 rồi, em muốn có chồng, muốn có gia đình rồi muốn có con nữa. Rồi sau đó là có trao luôn nụ hôn không? Dạ không, em không có trao nụ hôn, em thực tế lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên ai là người cướp của người kia? Dạ không có cướp. Không nhớ luôn á. Là lúc đó ông quay ở Bình Dương, ông mới kêu em là giờ ông quay 9 giờ sáng xong rồi. Để kể cho nghe. Kể nó phải có chi tiết. Rồi em quay Bình Dương, sáng quay một cái, tối quay một cái. Rồi cái dòng buổi trưa đi đâu không biết. Phải alo bữa nay ông xã lên Bình Dương đi quay, mà quay sáng cái trưa cái giờ đi đâu. Nói giờ thì đi vòng vòng chơi, nó ủa chưa nắng vòng vòng ngoài đường chơi giống khùng vậy. Có nhà ông bác không kế bên mới xây mấy cái phòng á, vô đưa chứng minh là vô thôi. Vậy thôi vô đi. Nói, không được, vô nó sợ ma lắm. Bà ấm thiệt lòng, nó thôi vậy thôi thì em lên em coi em ngủ. Đó thì lên xong rồi tắm giữa đồ. Rồi chị gì đến nó lên. Sau đó là quyết định cưới luôn. Nhưng mà em là có cái linh cảm rằng là vô trong đó là... Em không sợ. Tại vì lúc đó đầu em nghĩ là cái anh này là em phải lấy cho bằng được. Em đâu có sợ. Thì nó vậy anh đi tắm đi, em mới ngồi ở ngoài em coi phim. Thì ổng vừa ra tự nhiên cái ổng kêu em đi tắm đi em cũng biết. Không thì thực sự trời nắng mà, đúng không, hiểu không? Trời nắng thì vô mình tắm để mình ngủ thôi đúng không? Thì mình làm một người đàng hoàng, tự nhiên bà tắm, bà ra bà quấn khăn là sao? Em kỳ vậy? Thì thực sự em giữ mình lắm. Nhưng sau cái cú bà quấn khăn là em hết giữ mình nổi rồi. Là đứa nào là hổ, đứa nào là mển? Là em là hổ. Nhát lắm, nhà nhát. Ông nói bà này bà làm gì thu vậy? Bà tránh con xa tôi. Nói, con nói vậy luôn đó. Bà tránh xa tôi ra đi. Dạ có. Ôi vậy hả? Dạ. Em mắc cười lên, em nói ông này em bị gì vậy ta? Làm gì mà 36 tuổi bị nhát dữ vậy trời. Sau đó bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? Dạ mấy tháng rồi, quen được mấy tháng rồi cưới luôn anh. Dê. Vừa đẻ đứa đầu đây cho con bú là đứa thứ hai. Có luôn. Đó. Cái ngồi có cái bụng, ủa sao bụng mình càng ngày càng bự ta? Mà quấn khăn rồi trường gừng này nọ để làm cái bụng nhỏ lại á. Trường ngoài cái đầu quay ra nói, chồng ơi, chắc vợ có bệnh rồi. Mà lỡ này tôi nghi tôi bị sơ gan cổ trướng hay gì đó. Nghiêm túc. Dạ. Nghiêm túc. Dạ. Cái rồi... Em còn chăn chối nữa mà. Chăn chối. Mà gì mà lo quá, bây giờ con mới đẻ ra mà lỡ tôi có chuyện gì rồi sao? Em nghe em khóc luôn. Chết cha rồi, bây giờ bà sao? Nói thôi chở đi khám bệnh. Chở khám bệnh đi. Tôi mà có chuyện gì ông nhớ ở lại em lo cho con nha. Không mà lấy vợ nữa là tôi về tôi bớt cổ chết luôn á. Thiệt lo thiệt. Cái bụng trời không, bụng lùm cái bự bự á. Đẻ rồi mà bụng cứ bự á. Cái chở lên bác sĩ, vô bác sĩ, ủa có bầu tháng thứ 3 rồi phải không? Ờ chỉ luôn. Wow. Trời ơi. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm ta? Dạ tính ra năm nay năm thứ tư rồi. Đứa nhỏ năm, hai đứa. Dạ ba đứa nhỏ một tuổi. Một tuổi rưỡi. Dạ đứa lớn là 3 tuổi rưỡi. 4 năm. Các em cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đúng không? Vậy thì bây giờ đến cái phần gọi là vạch mặt nhau. Đó. Chuyện là như vậy. Em nào giờ là một người đàn ông nghiêm túc. Chồng đi làm, nhà ở Bình Dương, thương vợ lên Bình Dương ở rồi chạy về Sài Gòn đi tới lui làm. Bữa đó quay ở Thủ Đức thì có chụp hình để đưa lên Zalo á. Xong cái bả vô bả lai like luôn mà, chồng gắng làm nha, cúp điện rồi hả chồng, bả lai like. Xong tự nhiên bữa đó Nhật Cường đưa một cái clip ảnh đi sinh nhật ai đó đưa lên mạng cũng ngày đó luôn. Alo, ông gì đây, tụi em lý gì, lý gì, tự nhiên là chưa gì lý gì, phải có lý do chứ, lý gì, để tôi về, chạy về tới nơi, ông trả lời đi, cái gì trong này, ông đi với Nhật Cường nè, ông đi sinh nhật, ông kêu ai là bà xã, cái bả đưa nguyên cái clip bả coi 20 phút em coi hoài luôn. Ủa tôi nằm chỗ nào nè, tôi không thấy tôi rồi đó.
ông không thấy ông hả? Ông nói xạo nè, cái khúc này nè tự nhiên có giọng nào đó kêu bà xã ơi đi về, bà xã ơi, giọng ông đúng không? Mà y chang chị ơi, trời ơi, trời. Y chang nguyên đêm em nằm em nghe cái clip đó hoài luôn em. À, em tua đi tua lại em nói phải, em phải nói là phải khẳng định đúng là ổng, là em mới điện cho ổng là em đòi ly dị liền. Trời ơi, mà chỉ nghe cái giọng thôi tức quá trời tức, trời ơi, giọng không phải của tôi. Mà đây được cái là khẳng định là đó là điều chân lý, không bao giờ sai được. Rồi cuối cùng coi như làm sao mà em được minh quang? Thì em minh quang là nhờ cái Zalo. À, may mắn là em up hình Zalo chứ bữa đó không có cái Zalo là chết. À, nhưng mà biết hồi xưa 10 phần giờ còn mấy phần? Giờ là em bớt luôn á, em không có còn ghen nữa. Trời, bây giờ là hết bớt rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cái sự cố mà đợt đó mà đi đột quỵ đó là cái sự cố gì? Dạ để kể cho nghe nữa. Rồi. Đó. À, chuyện nó là như vậy không? Đây. Giận Facebook thì Facebook mình là nghệ sĩ mà. Ừ, khán giả vô nhắn tin thì cũng phải trả lời cho lịch sự này nọ đồ, cái nhỏ đó nó cũng vô duyên nhắn ông xã ơi đó cái coi xỉn rồi. Ờ xã nào cướp máy, bà mở ra bà thấy bà chửi ông nào ông xã nào ly dị, có câu là hoài ly dị. Ly dị nữa, trời ơi trời, tức quá mà ra cãi không được. Trời ơi, tôi có biết này là ai đâu, vô nó nói kệ nó đi chứ quan tâm nó làm gì. Chửi đồ ly dị này nọ cái, tức quá lấy xe, lúc đó có chiếc xe hơi đó, lao từ Bình Phước, lao về Sài Gòn, lao ao 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 về Sài Gòn, vô uống ba lon xỉu luôn. Đó. Tức. Đột quỵ đó, em cái lần đó. Xỉu đó luôn, ngay đó, đột quỵ luôn. Em tưởng là sáng ngày em ở trên bàn thờ em ngó xuống rồi đó, để chứng kiến là vợ tôi ghen tôi. Mà vợ khi hay tin vô nhập lúc viện đó thì sao? Dạ, lúc đó em khóc ở nhà, em khóc hết nước mắt, em mới sanh đứa bé sau cơ có 1 tháng à. Nằm niệm Phật trong nguyên cả buổi sáng không á, xuống thăm ổng được, ổng còn giận em rồi em điện cho ổng không mất máy. Em cũng không biết làm sao hết. Mà giờ em đi không có được, tự nhiên có mình em hai đứa nhỏ. Nó là đứa nhỏ cơ mới sanh ra. Ừ, được khoảng 1 tháng 2 tháng không. Còn 1 tháng à. Thì cũng may coi như là trời thương đó đúng không? Trời thương đó, trời chứ thương. Nếu như mà lúc đó nằm mà bệnh viện rồi mà gục trên xe là chết mình, là chết ta. Là chết luôn. Ghê lắm. Bởi vì cái ghen nó rất là tai hại. Nên sau này mình phải suy nghĩ nó thật kỹ và tỉnh táo khi ghen. Thôi sẵn kể luôn đi nè, đã tật ghen nè, rồi còn tật xấu gì không? Hết rồi. Một cái một đó thôi. Dạ chỉ một cái một đó thôi. À, vợ con là number one mà, trừ nhẹ nhẹ xíu thôi. Thiệt không? Thiệt, nghiêm túc. Tới em nó quyền, có tật xấu gì không? Ông có tật xấu ít, cũng ít chứ không có nhiều. Thôi chưa? Thì nhẹ em nhẹ. Rồi thôi đi em. Ông chứ là nhậu về cái ông ngủ ngái á, cái em lấy cái khẩu trang ra tới cái em bịch lại cho ông thở trong đó, cho ông ngái mình nóng vậy. Thở nó tắt thở đó, cũng dài lưng rồi, dạ đưa cái gối đè luôn. Là xỉn đó. Dạ xỉn về là không tắm. Nhưng mà sau cái lần đột quỵ đó là còn xỉn không? Còn đi nhậu không? Dạ không, ít lắm. Ừ, lần đó nó hứa rồi. Nó hứa rồi là con không nhậu nữa, con không xỉn nữa đó. Dạ. Không bỏ luôn thiệt. Bỏ hút thuốc luôn. Bỏ coi như cái, ngáy đó mình bỏ qua, cái đó không phải là tật xấu. Dạ. Đó là rồi, cái tật của người ta. Rồi cái gì nữa nè? Có bê bối, có bừa bộn, bừa bộn bê bối sạch sẽ không? Là hay là ở dơ là đỉnh như là nào? Ở dơ coi dơ. Đỉnh là bê bối. Đi về là quần áo dục ra, dục tùm lum hết, là em phải đi theo là em dọn. Rồi nè, nó nghe nè. Rồi có phụ vợ nấu ăn hay không? Dạ không có, có nấu ăn, từ hai chồng thích nấu ăn. Ờ, nấu ăn ngon không? Nó ngon, mỗi lần nấu là 200 cái lộn. Cái sở thích ổng khác, dù em ăn mặn mà ổng thì ăn vừa, cái là ổng không có chịu nêm theo ý của em. Trời ơi, bắt em ăn muốn chết luôn. Bây giờ mới mập được vậy chứ. Dở hay ngon, bắt em ăn muốn chết mà em không ăn là giận. Giận là gây lộn. Hay giận nữa hả? Giận lắm, giận hơn với ông nít gì nhõng nhẽo đủ thứ. Đây nè, em là chú hay giận. Giận lắm. Không thích là vali, đồ đạc bỏ vô. Bỏ vô đi. Đi. Mà đi ra tới cửa không kêu lại thì quay vô. Y chang vậy luôn đó. Ừ, quay vô. Dạ. Thế có nghĩa là mỗi lần đi là phải đi nhấp nhấp hả nào? Nhấp coi xem có kêu hay không. Thôi kêu hay không. Mà có lần nào mà em cho nó đi luôn không? Thì đó, dạ, có vài lần. Mấy lần trước kêu, thôi chồng ơi, đừng giận, đừng bỏ vợ về Sài Gòn. Cảm thấy lên, lần này thôi nha. À, lần này thôi nha. Là vô là vợ chồng về, làm riết bị lờn. Có một bữa em cho đi luôn. Sao, có sao, bữa em tức quá em nói thôi ông đi luôn đi, ông cái dắt nó nào đi. Là của em hay là của ai? Hai chồng chỉ cái lộn chuyện nấu ăn rồi vậy đó mà ông cứ la làng rồi ông cứ la em bực bội quá em nói sao lần nào cũng vậy, mỗi lần cái lộn cái vô lấy vali lấy quần áo rồi lấy quần áo ben rồi để vô đi, cái em không thì mang nỉ nữa, cái ông thấy em đang nỉ không càng hốt vô em nói rồi để kêu taxi giùm cho rồi đi. Em nói dạ. Sao đi được rồi đi mất vợ sao? Ông đi đâu liền quay vô liền. Quay vô mặc cái lúc quay vô em lấy cái cớ gì mà em quay vô mặt hèn lắm, quay vô ra bộ kiếm gì đó. Trời mà, kiếm hoài luôn. Không biết kiếm gì luôn. Bớt điện thoại rồi tùm lum hết. Rồi ghiếc rồi bị lờn rồi không cho đi luôn. Mà muốn chơi chiêu thác. Bà tôi uống thuốc chuột tôi chết. Ủa thôi anh em kể này cho vui lắm nè. Ông đi lộn với em có chuyện của nó con có gì đâu. Mà phải chuyện mà lớn đâu.
Ông order một chai thuốc chuột về luôn, ở trên mạng về. Ôi em sợ em chết, em kêu trời ơi ba bị gì. Thấy ba chưa? Ba Nam bị gì? Chưa? Nhưng thực sự đâu có order cái gì đâu. Mà em nghe tiếng order nghe sao rõ ràng. Dĩ nhiên mà. Alo chị, mang tôi chai thuốc chuột nha. Ok chị, nghĩa là thấy à, sợ rồi, cúp máy. Ờ, bao nhiêu? Cái gì 3 ngày, 3 tiếng thôi. Ba, thôi 3 ngày, rồi 3 ngày tôi chết được sao? Thiệt luôn. Cúp máy, trời. Em sợ quá trời luôn á. Nó nói gì mà em cũng tin luôn. Trời ơi trời. Dữ dững dữ lắm mà nó nói thiệt luôn mà. Cái đúng. Em đại cái em năn nỉ thôi chồng ơi, vợ vợ sai rồi mốt vợ không vậy nữa thôi à, mà. Vậy là xì liền. Xì xuống liền. À chuột ơi, đừng lại giờ tôi nha. Ông chồng chuột của Nam ơi nè. Thiệt. Ôi dễ thương quá. Rồi, rồi có nhõng nhẽo không? Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhõng nhẽo lắm, đi làm về mà em không sức dầu, không hung một cái là có chuyện nữa. Thì sao? Ồ, phải nựng. Ý là thủ tục vậy đó. Có nựng nữa không? Đó thì em mới âu yếm ổng nữa nè, em về mà em mệt quá, mắt chăm hai đứa con em lăn đây em ngủ là có chuyện rồi. Là giận. Giận là giận rồi không mà kiếm giận. Giận. Lại dọn đó. Đồ vali đi tiếp. Cuộc đời em gắn liền với cái vali mà. Có cái vali của nhà em là lúc nào cũng ba cái để gửi cái tủ đồ ổng á. Thực sự ra em nói nghe là thực sự ra vậy nè, là vợ em không có sợ em đi nữa. Mà mỗi lần là em dọn đồ vô vali là bà dọn lại cực. Nó làm ngay vậy. Chứ không phải là bà sợ em gì đâu. Cứ mỗi lần em thôi mà sau này bà vậy nè. Thôi mà. Đúng rồi. Cứ kéo gì hồi nữa cái tôi sắp lại mệt lắm. Em cứ ra là cái em phải sắp lại em mệt lắm. Rồi ông bắt em nựng sao? Bắt nựng sao đâu, làm thử coi chị không tưởng tượng trời cái bà. Sao đâu Nguyên, đứng lên nựng thử không Nguyên. Làm y như đây, đó, y xuống đi. Đó, đó, nựng đi. Mặt em phải vậy đó. Nhưng mà em khoái à. Ờ, khoái những cái như vậy á. Rồi giờ em mong muốn nó thay đổi gì? Em mong muốn là ông bớt khó lại. Khó hả? Dạ khó nữa, ông khó lắm. Là trong vợ chồng là đứa nào kèo trên, nào kèo dưới? Kèo đây, trên đó. Đây, khởi em dán. Em rất dễ chịu sao cũng được. Nhưng mà qua miệng Nam nó kể anh nghe đó. Sao thế hề em đó, là em là kèo trên đó nha. Em mà khi nào mà em mà nổi điên lên á là ổng mới nghe em. Còn em liền. Mà xìu là ổng lên. Dạ, xuống liền. Em chỉ mong muốn ổng là đừng có như vậy nữa. Dù vợ chồng không có cái gì á thì nói với nhau, không hài lòng em gì á thì vợ ơi vợ sai cái này vợ sai cái kia thì nói với em thì cũng nói với nhau. Nhưng mà tại vì cái tông nó hơi cao xíu thôi. Ồ. Phải hiểu vấn đề chứ thực sự đâu em muốn cãi lộn đâu, đúng không? Mà còn gì nữa không? Dạ vậy thôi chứ chứ chồng em lúc nào là cũng tuyệt vời hết. Lúc nào là cũng là gia đình là số 1. Có mong muốn rằng là hiện nay đó, tại vì Nam đã từng bị đột quỵ rồi. Dạ. Thì có nhân đây có nói mong muốn là sức khỏe nè, tập thể dục này không? Nói luôn đi. Dạ thì em cũng mong ảnh là bớt nhậu nhẹt lại, giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng là biết thương yêu gia đình, vợ con. Nam thì Nam mong muốn Nguyên thay đổi điều gì? Dạ đối với em thì em muốn vợ em cứ về hoài đi. Tại vì sau 4 năm qua vợ em vậy thì em cũng đã sống hạnh phúc 4 năm qua rồi. Cái chuyện ghen cũng vậy thôi, cứ ghen như vậy. Tại vì những lúc mà bà không ghen á, tự nhiên em cảm giác em bị thiếu thiếu cái gì đó. Khoái cảm giác bà ghen là mình có giá lắm đây nè. À. Để mình được lên, cái kiểu vậy đó. Bữa nào mà con đi quay mà không thèm nhắn tin, không thèm gì á là bữa đó là con về kiếm chuyện nữa. À. Tại sao không nhắn tin cho tôi? Có luôn đó. Mà trước đó là cãi lộn là sao bà nhắn tin mà làm phiền tôi quá. Nói chung là con dạng khó chịu lắm. Cũng đẻ ngược đó. Thực sự là tại vì hai đứa lấy nhau mới có 4 năm thôi. Dạ. Mà cái kiểu cuộc sống vợ chồng á, nó còn phải song hành với nhau mấy chục năm lận. Chứ không phải là 4, 5 năm hay 1, 2 năm. Thì thành ra cái mà cần thay đổi trong cuộc sống của hai đứa bây giờ á, chỉ là như thế này. Nam phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vấn đề của gia đình mình bây giờ chỉ là sức khỏe. Ừ. Của Nam cũng như là của Quyên. Dạ. Quyên á, lo chăm chút hai đứa nhỏ cũng cực lắm chứ không phải là không. Đó thì cái vấn đề hai đứa chỉ có như vậy thôi mà. Đúng cố rồi. Gắng bất kể lúc nào có thể giữ được sức khỏe cho nhau thì phải giữ. Có muốn nói gì vợ nó không nè, một câu hứa hẹn đó. Nói cái gì đó cho thật là romantic coi. Tự là thời gian qua thì 4 năm trời sống với nhau thì chồng cũng cảm ơn vợ đã dành thời gian chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Chồng biết sai rồi nhưng khó nó là cái tính. Thì từ từ bỏ, còn bỏ không được thì chắc cũng dọn gia ly mấy lần nữa. Nhưng mà hằng sâu trong cái đó là sự yêu thương vô bờ bến của tôi dành cho bà ấy với hai đứa nhỏ. Mong là sau này tôi sẽ dẹp luôn cái vali. Ôm vợ cái đi. Ôm cái đi nè, đứng cứng như cây củi vậy đó. À. Đó. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc hoài nghe. Thái Cẩm Xoan, em năm nay 30 tuổi. Em thì sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Em đang làm nhân viên kinh doanh cho một cái công ty hợp dữ ẩm. Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Kim Nguyên, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em làm giáo viên mầm non. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Ngày đó em là nhân viên thực tập ngày đầu tiên vào nhận việc tại một công ty du lịch. Anh ấy được phân công hướng dẫn em thực tập. À,
Vậy thì điều gì mà làm cho bạn ấn tượng? Lần đầu tiên mà em tiếp xúc thì trong một cái nhóm thực tập có khoảng 3 đến 4 người nữ. Nhưng mà em ấn tượng bà xã em lúc đó nhất là do cái thân hình nhỏ nhắn với là nói chuyện rất là hoạt bát, năng động. Với là cái mái tóc của bà xã em lúc đó thì dài, cũng ngang ngang lên, nhưng mà rất là đen. Sao bây giờ em lại cho tóc thành màu vàng rồi? Chắc đi nắng nhiều quá chị. Vậy đó hả? Ủa? Đi nắng nhiều hay là nhuộm? Thôi em cứ hay hỏi. Đi nắng nhuộm. Chứ thôi hồi đó tóc em có dài không? Trong cái quá trình mà một thầy một trò như vậy đó, thì sau bao lâu thì thầy trò nảy sinh tình cảm? Trong cái quá trình mà bắt đầu dẫn đi tiếp xúc khách hàng, mình muốn thử khả năng của vợ mình lúc đó là cái khả năng thuyết phục khách hàng. Có một cái khách họ rất là khó, nhưng mà khi mà bà xã đó vô mà thuyết phục khách hàng á, thì người khách hàng đó đã đồng ý và ký hợp đồng với bên công ty em. Em mới nghĩ trong đầu, với một người con gái mà chưa bước chân ra trường mà lần đầu tiên vô công ty làm mà ký được hợp đồng á, thì em cảm thấy rất là nể. Đó là cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em. Còn em ấn tượng như thế nào về chồng em? Ấn tượng cái đầu tiên là nước da. Da rất là đen, chưa từng thấy ai mà đen vậy luôn á. Bây giờ vẫn đen? Dạ, giờ vẫn đen nhưng mà trắng hơn hồi đó. Trời ơi, đó. Giờ đen mà trắng hơn hồi đó. Tướng tá thì cũng cao ráo. Và đặc biệt là em có một chút xíu để ý là khi ảnh mặc quần tây đóng thùng á chị, nhìn cái tướng rất là chuẩn. Wow. Vậy là hai người đã có ấn tượng với nhau. Dạ đúng rồi. Ai là người tỏ tình trước? Cái ngày đó, ngày 19 tháng 9 chiều hôm đó thì tụi em được nghỉ làm, em mới hẹn đi uống cà phê ở trên đường Lê Văn Sĩ á. Thì lúc đầu cũng ngồi nói chuyện bâng quơ được 2-3 câu rồi. Sau đó thì mọi người, nếu mà người ta tỏ tình thì người ta sẽ nói trực tiếp. Đó, nhưng đó, mà... có nói không? Dạ không, em không bình nói. Bình tĩnh nghe kệ. Nôn quá, nôn quá. Lúc đó là mình ngồi á, là mình vừa lấy điện thoại nhắn tin. Mình thấy cô ấy cứ ngồi cứ tủm tỉm cười. Mình cũng được mở cỡ trong bụng rồi. Tin đó sao em nhớ không em? Tự nhiên em thấy ảnh cứ cúi xuống, ảnh cứ nhắn tin. Em nói không biết là ảnh nhắn tin trai đi với mình mà sao nhắn tin trai vậy? Cái xong lát hồi em mới thấy điện thoại em có tin nhắn. Thì mở ra thì mới thấy được là cái tin nhắn ảnh nhắn cho anh là em có đồng ý là bạn gái của anh không. Thì em sao? Thì lúc đó em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà em cũng phải nhắn lại một câu là tại sao anh lại thích em. Dạ, mình phải biết cái lý do tại sao thì mình mới dám nhận lời. Câu trả lời em mới nhắn tin á, thì em nói chứ do anh nhìn thấy em á, anh nhắn hoạt bát dễ thương với là năng động, nói chuyện rất là năng động. Thì cũng đâu có dám vào mặt đâu chị, cũng cúi xuống lâu lâu cười lên cái thôi. Rồi mình cũng phải có một cái báo hiệu gì chứ. Dạ, cái lúc mà em nhắn cái tin đó xong không thấy bà sẽ em trả lời. Sao nữa? Thì một tay em cầm điện thoại nhưng mà cái tay kia thì em cứ dài. Bây giờ đang cái bàn đi thì em vừa nhắn đâu nhắn sao đâu. Cái sao cái tay em nó cứ chạy dài thì. Ủa dạ không, em... dạ không. Không anh, lúc đó là đang cắm cúi đọc tin nhắn, mình lợi dụng. À lợi dụng á. Sương mù để mình quăng lựu đạn á. Thì đó, rồi vừa tới thì mình nó nắm cái tay dài. Đúng đi. Hết hồn chứ anh. Tại nhiên khi không đang ngồi nhắn tin mà có cái bàn tay lạ nắm tay mình nó hết hồn. Dạ không. Tại vì mình cũng có thích ảnh rồi, thành ra mình cứ để yên cho ảnh nắm. Rồi thế là hai đứa rồi nha. Trời ơi, cặp này lãng mạn quá ha. Đi uống cà phê với nhau, tốn tiền nhắn tin vậy đó hả? Dạ. Cũng may cái lúc đó là cái tay để đây. Chứ cái lúc đó mà gặp cái cô nhân viên phục vụ ra mà để cái ly nước xong rồi cái đụng cô phục vụ không biết sao. Đúng rồi, tại vì đâu có chuyện dòm đâu phải không? Em cứ về nè. Đâu có chị cũng phải liếc lên mình dòm cái vẻ bên kia thì sao chứ. Dễ thương thiệt. Rồi hai người hẹn hò với nhau như thế nào? Trong thời gian tụi em quen nhau thì có một câu chuyện em rất là ấn tượng. Là vào một buổi chiều đó, khi mà sau khi tụi em đi làm về đó thì có đói bụng, thì ảnh mới chở em đi ăn hủ tiếu gõ gần công ty á. Sau khi ảnh chở em tới nơi thì em leo xuống xe, em bước vào chỗ ngồi trước. Sau đó ảnh đẩy xe vô, ảnh leo xuống. Thì tự nhiên em nghe một cái rẹt. Thôi sao? Dạ, thì em mới hỏi ảnh là có chuyện gì vậy anh? Ảnh mới nói là chết rồi em, gần anh bị rách rồi, giờ sao? Trời ơi, em cứ làm chịu đi mệt hoài Thuận. Người ta gặp sự cố nguy hiểm gì mà em Hết hồn hết điếc. Mà rách cũng ác lắm chị, rách từ sau ra trước. Trời ơi, từ sau ra. Ở dưới là nó không còn cái gì nữa, không còn sợi chỉ nữa, nó rách hết luôn. Thế sao còn bây giờ vô trong đó ngồi sao? Lúc đó mặc áo sơ mi thì dạng body thì nó cũng ngắn. Em mới kéo ra. Kéo ra cái mình mới tấm xuống kìa. Không không, mình cũng thẳng rồi anh, nếu vậy mình người ta để ý rồi. Đó, cũng hơi tấm thôi nhưng mà chân thì mình khép. Đi ra đi gì ha? Dạ đúng rồi, đúng. Đi vậy nhưng mà lúc ngồi xuống á, lúc ngồi xuống là không có được ngồi vậy đâu anh. Ngồi cái cháu không ngồi rồi. Vậy nè. Ngồi vậy. Đi vô quán mà ngồi gì nè. Chết bây giờ sao mà banh ra được. Phải không? Đúng rồi. Ngồi trong đó quán đó người ta nhìn mình, người ta nghĩ mình giới tính làm sao. Thì lúc đó là mình chỉ biết là cắm cúi thôi anh, chứ bây giờ là mình chỉ ngồi là chỉ có vậy thôi. Thôi ngồi vậy. Dạ, ngồi vậy thôi. Bởi vì cái ghế đó thì nó có thấp quá một chút vậy thôi. Đó là mình phải ngồi vậy. Trời ơi chị, tưởng tượng người đàn ông cao lớn như vậy nó mà ngồi mà cứ như vậy. Vậy đó chị. Mọi người trong quán không biết chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà nhìn cái điệu bộ vậy thì chắc em nghĩ là mọi người sẽ nghĩ là ảnh giống như là anh chàng ẻo lả đại ngoại. Chính xác.
Nếu là chị cũng tưởng là hai bà bạn đi ăn một tiếng. Tại lúc đó anh chưa có lấy vợ tướng anh cũng ốm lắm chị. Trời ơi khổ thân ghê ha. Rồi sao lúc đó là cũng còn ngồi ăn hủ tiếu được. Chắc hay không? Dạ bởi vì lúc đó là bà xã vô kêu trước rồi. Nên là mình vô là mình chỉ có đu thôi. Em chỉ đoán có chắc khoảng chưa tới 1 phút là xong rồi. Trời ơi tôi... Trời ơi nấu là... 1 giờ mà ăn chưa lúc tới. Lúc đó là chị có ăn đại không đến rồi chị. Không cần biết ăn tô nó hết hay không để đứng dậy đi. Chị thương ha, tụi em có những cái kỷ niệm hay thiệt á. Rồi khi mà lấy nhau rồi đó, còn những cái buổi lãng mạn và những cái sự cố như vậy nữa hay không? Dạ, lấy nhau rồi thì chuyện vui nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà ấn tượng nhất chỉ có một lần mà tới giờ bà xã cũng còn nhắc với em. Cách đây cũng mấy năm thì bà xã em lúc đó đi làm theo ca thì chợt về cũng rất là mệt giống như bị stress ở trong đầu á. Về nhà thì hay cấu gắt, thì mình cũng cấu gắt gây gỗ với nhau. Mình cũng bực bội lên nên là mình mới nói chứ nếu mà còn gây nữa thì thôi, tôi đi. Tôi lấy cái giỏ sách tôi bỏ đồ vô tôi đi. Đây ở nhà mình muốn làm gì làm. Xuống cũng mở tủ lấy ba lô bỏ đồ vô đây. Mà lúc đó thì cũng 12 giờ đêm rồi. Đi ra gọi điện cho bạn. Bạn nó nói với tí nữa tao chạy lên tao đón mày. Mà không biết làm sao nó nghĩ lại. Chắc nó nói là khuya có đồ này chắc nó giỡn hay sao. Thì ra đứng ở ngoài đường cuối cùng mình đứng nửa tiếng rồi đó. Có mình ở đó. Cứ đi tới đi luôn ở ngoài đường. Đi ra ngoài rồi đó nhưng mà không có ai hốt đi. Cho nên bèn cứ trụ lại đó phải không? Rồi em có đi ra mở cửa cho ông xã vô. Sau khi cái lộn thì ảnh cũng có điện cho bạn. Thì em cứ nghĩ là ảnh giỡn thôi. Tại vì hỏi chị trước 12 giờ đêm thì người ta đang ngủ. Thì nếu mà có điện thì một hồi lâu người ta mới bắt máy. Còn đằng này là vừa điện cái riêng cái là bạn bắt máy cái nói là mày tới chở tao liền. Em nghĩ là giỡn thôi, em cũng cứ cho đi. Rồi em thấy à, đứng ở ngoài cả nửa tiếng hơn cứ đi qua đi lại tới đi luôn mà không ai tới rước hết. Thành ra em cũng lo. Nói nghe nè, hỏi thiếu tế nhị xíu nghe. Cái bữa đó gây nhau là do ghen nhau hay là do cái lý do gì mà dữ dội vậy? Dạ không, cái đó là do áp lực công việc của hai đứa thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Vậy đó mà gọi là bứt áo ra đi vậy đó hả em? Bây giờ anh hỏi thật nha, cái điều mà em cảm thấy chưa hài lòng với ông xã của mình đó là gì? Nóng tính anh, với lại có một việc nữa là nói không bao giờ làm liền. Toàn là hẹn không à. Ví dụ như có những chuyện là 10 giờ đêm rồi xe thì vẫn để ở ngoài. Em mới kêu ảnh là thôi con dắt xe vô đi chứ em muốn sợ là ăn trộm lấy á. Hoặc là con nó lên ngủ thì có bật quạt nhưng mà em vẫn lo. Em cứ kêu là lên đốt nhang mũi cho con đi. Thế thì từ từ đi, có cái quạt rồi sợ gì mũi nữa. Từ từ đi. Toàn là hẹn không à. Hẹn à. Còn em thì nói chung thì đàn ông mình mà anh, bởi vì khi mà người phụ nữ kế bên mình mà có những cái việc hay những cái gì mà khi nào cũng cằn nhằn càm ràm á, làm cho con người mình rất là bực bội. Có nghĩa là em thấy vợ em là có cái tật hay càm ràm đó. Em thí dụ bây giờ em càm ràm em sao thì giống như cái việc mà dắt xe vô thì em hỏi chị với mình mới có 9:30-10 giờ mình muốn cái nhà cửa ngồi không khí trời nó vô nó mát. Em mới nói chứ cứ từ từ đi em, rồi trước khi đi ngủ cũng dắt vô thôi, anh ngồi trước đây luôn mà, cái xe cắt chưa tới với tay là đã tới rồi. Coi dắt xe vô đây chứ ngồi đó ngồi nó hồi cái quên bây giờ rồi quay lưng đi ở ngoài nó tiểu đi luôn bây giờ cứ vậy thôi. Nếu mà cứ ngồi cái kiểu đó hoài mà ngủ gục lớn quá là có người vô tiễn xe. Có bao giờ em quên chưa? Dạ chưa. Có nghĩa là không có làm liền nhưng mà vẫn làm đúng không? Dạ. Thôi thì cũng được em. Cũng không đến nỗi. Còn cầm ràm nhiều lần không? Chừng nào nhiều gì? Lắm chị, nói chung nhiều việc nói chung. Nhưng mà nhiều việc hay là một việc mà nhiều lần? Nó khác nhau à nha. Nhiều một việc mà cũng nhiều lần nữa. Nha, không lẽ em lặp đi lặp lại như là dắt đĩa hả? Anh ơi dắt xe đi, không dắt xe, ông chồng nó lấy. Anh ơi dắt xe đi, không dắt xe đi, ông chồng nó lấy. Cái đó mới là... Cái đó là mệt lắm luôn á. Hầu như thế này em cũng nói câu đó. Giống như vậy, em lo xa đó. Anh nghĩ là em cũng nên đó, mỗi mỗi buổi tối thay vì để cho vợ bị càm ràm nữa thôi mình dẫn cái xe vô đi rồi mình ra mình ngồi tiếp tục đúng không chị? Đúng rồi, dắt cho rồi đi. Nhà mà còn em cũng bớt nóng tính đi. Nhưng mà nóng sao đập tay vô tường á chị, có thẹo rồi chị. Vậy hả? Bây giờ giảm nhiều rồi. Có nghĩa là mỗi người sẽ bớt một chút xíu. Em thì bớt càm ràm, ông này thì bớt đập tay vào tường để cho hai vợ chồng hoàn hảo hơn. Mỗi người nhịn một chút xíu. Thực ra thì rất mong là sau cái chương trình này á, tụi em sẽ hiểu nhau hơn nè, yêu thương nhau hơn nè, mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Yeah. Rất cảm ơn tụi em đã tham gia với chương trình. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Chồng vui nha. Điềm đạm luôn. Mà hiền lắm nha, mặt hiền mà hai chồng này có chắc phải có cái gì đặc biệt nè. Có một cái gì đặc biệt mà sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này. À, mới vô cái cụng đầu. Cụng đầu. Hay quá chị đó. Ơi, mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành. Đến từ Tây Ninh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. Có nghĩa là ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em tới kiểm tra. KCS chất lượng về thực phẩm. Dạ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao? Xử phạt hay không?
Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty kiểm hàng cho công ty. Rồi ok rồi mời em Hạnh. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên, em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành Tiên. Thành Tiên. Đó, hai chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó, kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á, là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, Thành Tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là Thành Tiên. Tên là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá chị bạn, hay quá chị Mộc ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Giống như chị biết trước. Để coi coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi. Trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán, em đoán thôi mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh. Và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi. Mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường là hai đứa cùng học ở trong trường và gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác trường. Thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. Cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm anh. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á. Cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Dạ. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên luôn. Tròn do. Dạ. Ừ. Em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì chú nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu gì. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó hình như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, bạn vợ. Hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Dạ. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em. Dạ. Là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tính ra hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Để bà Tiên mới kể coi, đâu chị Tiên kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. Nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm nhưng mà tại em không có biết chồng em, tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ. Chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm, chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu. Em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là ngày thứ bảy.
Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không? Em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không? Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không bỏ được, kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi? Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá. Đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi, tại có để ý vợ trước đó. Có nên nghĩa là em gặp, là em thích vui. Bạn đúng dạ. không em thích bạn Tiên đó, nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đúng. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ. Nhưng kiếp trước có nợ nần thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu tiên mà bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên Tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được. Mà ông ham đâu, có ông ham ông hái, ông mới bị đầy xuống, hiểu chưa? Ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi, bà đâu có gắn ngược lên cây nữa, rớt xuống, đầy xuống rồi. Luôn rớt xuống luôn, rớt xuống rồi coi như ông Thành này á là ông cứ đi kiếm, đi tìm. Trời, đi kiếm, đi tìm quá. Đi kiếm, chị nói giống như đúng đầu vậy đó. Cho nên bà Tiên bà đâu có ấn tượng gì mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng. Để rồi gặp là dính luôn. Ly kỳ quá. Ly kỳ, quá ly kỳ luôn. Rồi nhưng mà nè, trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không? Hay là dạ rụt có. Nè? Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. À. Dạ. Đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà... dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi hả? Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nói không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thế đó con cũng biết rồi. Dạ, biết luôn. Chắc là hiểu hoặc hay sao á. Ừ. Đó. Rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả? Ừ. Không. 3 tháng à. Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị tái xe á. Chứ xong em vô bệnh viện. Chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Đó, cái lúc đó đó. Tôi nói ông này nợ bà này. Nợ đó. Đi hái trái mà hái bậy á. Ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xê đó. Nó tốt lắm mà xuống này. Xuống đó. Thì là lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết. Nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này, do đó không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Ừ, tính tình dạ. Lúc đó ảnh làm gì cho em? Săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Rồi tại hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ... Rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh đem lại cho em? Dạ. Mua cho căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Từng xuống lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè, cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm? Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở người đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. À lúc đó không? Là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Dạ, đúng ở đúng trong không? Bệnh viện luôn. Ở trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc à mướn khách sạn để chăm sóc cho vợ
Dạ. Trời ơi, mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng 4, tiền không? Bộn nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng 1,5 triệu đó, bạn giỡn nha. Chưa tiền ăn, tiền uống, đó. Tiền thuốc, tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bừng cháy không? Tiền, cười kìa. Tiền. Đó. Lửa có gần... Trong khách sạn mà, chăm sóc quá mà. Lửa gần rơm rồi, có bị cháy không? Dạ, nó bén một lần, thay lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong cái sạn không? Đúng không? À, như vậy là trong đó luôn, phải không? Em lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần, tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có bén. Chưa bén, dạ. Chưa cháy. Chưa có bén. Dạ. Đúng không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi, đúng không? Dạ. Rồi, như vậy là gì? Nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì? Gãy. Chà, như vậy chắc cũng khó, vất vả lắm mà đúng không? Dạ, dạ. Cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ gì, có gì? Tay chân ngay đơ có cụa quậy gì được đâu. Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà anh đòi, anh gợi ý đó, dạ. em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Anh từ chối. Em đang bị thương mà sao? Đâu, đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối chị nghe. Là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á, đòi á, rồi em từ chối đó, rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á, trong cái đêm đó luôn. Ừ. Lần thứ nhất á thì có đòi. Ừ. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ, không. Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sào quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói thôi tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Mà thấy cũng thích thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao Thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ thích. Thích đúng không? Dạ. Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi. Như vậy nè, bây giờ quay lại, anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó, là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á, dạ. Là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa, hay là hôn, hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm việc đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên, ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà ôm eo rồi. Dạ ôm eo là rồi. Đi bên đường phải không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm phải không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ mà chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi. Mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ nữa. Không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành tiên. Không, nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi mà sao cái nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên thì là có làm luôn không hay là bữa khác? Dạ bữa khác sau không? Đó bao lâu sau cái vụ mà eo là bao lâu? Cũng trong đợt đó thì khoảng mấy ngày rồi. mấy ngày sao thôi. Cũng phố đi bộ luôn là sao? Dạ ở hồ bơi chứ. Hồ bơi. Chà, hai đứa đi bơi là thành hả? Công rồi. Hôn nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước đúng không? Rồi cái lần thứ ba là khách sạn non cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn cũng được chứ. Chị nói là thì sợ luôn á. Kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như đó ứng thành người rồi nha. Có kiếp nữa là hai đứa là
ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hung nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng đó, ha. Rồi thôi bây giờ thôi. Như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Đó, lấy nhau quá đẹp. À, lấy nhau khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. À, ông chồng có, nhớ hết tới chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. À, ủa bác em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? À, rồi chút đi anh chút nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi chút anh Bin anh chút cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông chút là ngon ạ. À. Trời ơi, mới đây nè, mới tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi, em chút một cái em dính liền luôn. Thôi mà em nói em chút nó có đứa con gái không? Có đứa con gái. Trời ơi, ông mụ luôn đó. Hay yên tâm đi báo tin nha. Dạ. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè, tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh anh dậy để em ngủ, xong rồi anh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ nhà đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao ông dạy không? Ông bỏ đi nổi nhà. Gọi nhà gọi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây. Đúng không? Dạ tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt xuống, dạ, rồi thôi mới quay được. Lại. Dạ. Giận dỗi hay bỏ nhà, bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai á mà đi bộ. Rồi. Giận dỗi hơn. Dạ, em hỏi đi bộ chừng tàu tới, cơ 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ. Ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới, bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không có đi mấy ngày đâu anh. À. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc tiếng rưỡi 2 tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại dạ, đâu có tiền đâu uống cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng dạ đâu có tiền đâu. Dạ cũng không có xe, cũng không đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. À. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh chứ tự nhiên ảnh giận anh sụ mặt xuống với hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Thế lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt luôn. Mặt vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì muốn chi buồn. Đôi mắt xệ. Đó. Cực quá đó. Đó. Rồi tiếp tục còn gì nữa không nè? Dạ thật xấu á, thật xấu á, thật xấu á. Dạ chưa nghĩ ra được nữa vậy mà nãy. Ồ. Nói trời thật xấu ổn nhiều lắm. Ờ. Đó. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bảo nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. À cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi con. Đó, nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á. Mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi. Bây giờ tới ông Thành đó. Đó, ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ, chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Đó, ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn dạ lắm đó nha.
Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ. Em không có chửi dữ đâu, em chỉ ví dụ đang em chỉ cái đôi mày nặng nhất của em làm chửi. Em chỉ sao? Nói chung là em nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mèm phải không? Lèm mèm nó hoài, nó nhây nó nhưa đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời. Má cái mặt như ông bụt vậy. Ừ. Còn sao nữa nè? Tiên này là tiên của canh canh cái lò luyện đan đó. Bây giờ á Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? À, dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong muốn là bớt nóng tính lại. À, với vợ còn một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không có làm để vợ nổi điên lên nữa. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới ghen. Dạ không, chứ chỉ giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like dạo thôi. Đó đúng không? Dạ. Thấy lai dạo cái là ghen. Yeah. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. À. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu. Đâu biết người ta là ai đâu mà đặt lai. Lai dạo. Dạ, người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ, đúng rồi. Có biết không? Dạ, có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà ảnh tưởng thiệt á. À chứ thực là không ghen, không ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em thay đổi rằng ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là bệnh lý rồi, cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuống họng này hay không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo, là ngáy dữ lắm. À, thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị. Polyp ở trên mũi đó. Thành ra mổ lấy nguyên cục rồi luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, còn việc... nữa, em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Yeah. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với trình bày trong son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ giải quyết hết vấn đề anh. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi kết thúc thì không, đó bây giờ để anh Minh Trúc phải không? Anh Minh Trúc mà trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Đó, được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á chúc mà hai đứa có bầu. Ha. Đó, bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe. Nhớ nghe. Rồi cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Vì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà
Đấy. Em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Đúng rồi. Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Yeah. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được, đúng chưa? Rồi chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi, mà sau này thỏa thuận với nhau không cần phải đi đâu, chỉ cần nói với nhau chúng ta cần im lặng thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt đúng không? Yeah. Đừng đi em à, nghe. Yeah. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi yeah. Năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ yeah, em cảm một ơn. Năm rưỡi rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha. Xuống đi, được rồi, đừng có tránh nữa nha. Yeah. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến yeah. với hai, đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ yeah, em cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Dạ, dạ. Em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Ồ, oh, rồi 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 rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Đứng dậy đi vợ. Vợ dạ. Hơi ngạc nhiên đó, cô Tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy. Đừng sợ cho ngài bắt nạt, khi vẫn còn anh ở đây. Sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo to anh gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen. Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, kiếp người có trải với trời. Anh chỉ lo một ngày nào đó điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói anh ơi, em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai. Đừng lo. Hay trời quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi à, chưa có nhận. Còn kia trời kia ôi, kia. Bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình. Nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng theo một rap. À, một cái bài rap. Rồi rồi. Oh, và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha một cái giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Đó. Trời ơi cưng quá. Dễ rồi. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động sau, của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Tháng sau tháng sau có bầu dính đó. Luôn. Ôi. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Nghe. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ em xúc động không nói gì ha. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Ừ. Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là hạnh giá phúc. Trị. Giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi. Rồi. Rồi, trời ơi, dễ thương quá.